Kính thưa cả nhà, thì hôm nay là ngày 24 tháng 4 âm lịch 2023. Đoàn từ thiện của thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đang chuẩn bị lên những cái phần quà, chắc lên xe để chuẩn bị ra Nha Trang để phát cho một số bà con ở vùng sâu vùng xa. Đang đẩy mùng mền và với nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt. Mùng mền có quần áo nữa. Đang chắc đồ. Chắc kỹ dữ anh. Chắc dẻ luôn rồi, cái này chắc là bao bao luôn đó, chắc quá em. Đang chắc mùng mền quần áo vô hầm xe. Chỉ có ấy không, mà gạo mình đặt ở ngoài kia rồi. Gạo thì đặt ở ngoài Nha Trang rồi, cho nên thì ở đây mình chỉ là chở mùng mền thôi, với số đường, bột ngọt, với nước tương, dầu ăn. Ồ, sang nữa ha. Ờ, người xách bốn bọc ra cái muốn hết luôn rồi, khỏi để xe. Đang chất quà vô xe, và 4 giờ chiều nay thì sẽ xuất phát đi thẳng tiến về Nha Trang. Để nó nhổng cái xe lên. Đường xa thì sao, phải xách 8 bịch với đường xăng ơi. Hết hả? Dạ, chuẩn bị lên quà lên xe, và xe sẽ xuyên suốt chạy sáng đêm nay luôn, và ngày mai sẽ đến Nha Trang. Và chiều mai thì sẽ phát quà tại xã Ninh Ích. Kính thưa cô bác cùng anh chị em kính mến, hôm nay ngày 25 tháng 4 âm lịch 2023, đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo ở huyện An Phú, tỉnh An Giang đến đây để phát quà 300 xuất quà cho bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa tại ban trị sự xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang. Giờ đây thì đoàn cũng đang chuẩn bị phát. Cũng như hôm nay đoàn chúng ta thực hiện buổi chiều nay phát quà đây, ngày mai đoàn chúng ta lên phát ở xã Đinh Tân, tức là giúp cho cái dân tộc phát lây ở đây cũng 150 xuất quà nữa, thì cái tinh thần đó cao thượng chứ không đó, chúng ta luôn ghi nhớ và trong ơn quý báu của người tín đồ Phật giáo Hảo. Trong cái phần quà như vậy đó thì chúng ta trong cái nhà mà thường sẽ kèm theo một phong bì, trong đó một có một số tiền, nhưng mà số tiền chúng ta thì đặc biệt không thể nói được.
khi mình khui ra cho mình không thì thôi, ta biết được số tiền đó. Thầy thấy mặt cho ban sự Phật giáo Hảo thành kính cảm ơn trước được thầy Son, trưởng ban Phật giáo Hảo thị trấn Long Bình, cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bậc thanh niên, các tu sĩ cũng về đây tham nhận và chứng kiến cái lễ phát quà. Trước khi chúng ta đây thường thường khi mà chúng ta kẹp được xong thì chúng ta chuẩn bị là chắp tay và ngực để tưởng nhớ đến người vua chư Phật ở Tây Phương, chư Phật có trong chờ ba tánh chủ nhân niệm Phật, ao sen máu Tây Phương đưa nở chờ chúng sanh niệm Phật cúng cái tâm, niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình một an. Tây Phương khi ở cửa xa thành tâm thì có Phật bà nó bay. Xin mời chúng ta đề nghị chúng ta trong đoàn cũng như vui vị đến nhận quà, chắp tay cho Phật, chúng ta đặt trước trước để niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đoàn chuẩn bị phát quà cho bà con để tranh thủ để cho bà con về để còn buổi cơm chiều. Đoàn cũng không có làm mất cái thời gian, cũng tranh thủ phát cho bà con. Một bên thì kỳ trước, ta phải cho đồ đi đi.